Smartphone của Google sẽ được sản xuất tại Việt Nam vào cuối 2020. Nikkei Asian Review cho biết nhà sản xuất công nghệ hàng đầu thế giới Foxconn đang đặt mục tiêu tăng gấp đôi tốc độ đa dạng hóa trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và chiến tranh thương mại Mỹ-Trung vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo đó, nhà cung cấp chính của Apple là Foxconn sẽ tăng cường đầu tư vào Ấn Độ và Đài Loan trong 2020, tăng gấp đôi nỗ lực đa dạng hóa khỏi Trung Quốc trong bối cảnh rạn nứt ngày càng sâu sắc giữa Bắc Kinh và Mỹ về thương mại và công nghệ. Chủ tịch của Foxconn, ông Yang Liu đã nói với các cổ đông tại cuộc họp thường niên của công ty diễn ra vào ngày 23 tháng 6, 2020 rằng Ấn Độ sẽ vẫn là một địa điểm tốt để phát triển và chúng tôi sẽ tiếp tục đi theo hướng đó. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn về bước đầu tư tiếp theo ở Ấn Độ trong những tháng tới. Còn về phần Đài Loan, việc mở rộng đầu tư sẽ tập trung vào 3 lĩnh vực bao gồm xe điện, robot và các thiết bị y tế thông minh, lĩnh vực mà Foxconn coi đó là động lực tăng trưởng cho tương lai. Đài Loan, Ấn Độ, Việt Nam là những địa điểm mà Foxconn tập trung mở rộng sản xuất trong 2 năm qua. Ông Yang Liu cho biết công ty đã đầu tư hơn 371 triệu đô la Mỹ vào Ấn Độ và hơn 203 triệu đô la Mỹ vào Việt Nam trong 2 năm là 2018 và 2019. Việt Nam là trung tâm sản xuất lớn nhất của Foxconn ở Đông Nam Á và có công suất lớn hơn ở Ấn Độ. Nhiều nguồn tin chia sẻ với Nikkei Asian Review rằng điện thoại Pixel 5 sắp ra mắt của Google sẽ được sản xuất tại Việt Nam vào cuối 2020 bởi FIH Mobile, chi nhánh của Foxconn. Trong khi đó, các cơ sở của Foxconn ở Ấn Độ sản xuất các iPhone thế hệ cũ hơn như là iPhone XR và iPhone 8 cũng như là TV và smartphone cho các công ty như Xiaomi. Foxconn đã chuyển một số dây chuyền sản xuất trở lại Đài Loan do thuế quan trừng phạt của Washington đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc và cũng vì một số lo ngại của khách hàng Mỹ về vấn đề an ninh. Về phần Mỹ và Trung Quốc thì hai quốc gia này đã mắc kẹt trong cuộc chiến công nghệ kể từ năm 2018 khiến cho các công ty buộc phải giảm rủi ro bằng cách đa dạng hóa sản xuất. Ông Yang Liu cho biết trong cuộc họp thường niên 2019 rằng Foxconn đã sẵn sàng cho các động thái đa dạng hóa của khách hàng khi cần, với 25% tổng năng lực sản xuất ở bên ngoài Trung Quốc và các cơ sở sản xuất tại 16 quốc gia. Hải Nguyên, Nikkei Asian Review, Vietnamnet, Độc Đáo TV, Tổng hợp và đưa tin.